Không anh ơi. Bán ngon luôn. Rồi ôi rồi, đảo quá anh ơi. Bán ngon luôn. Gao nè. Nhóc này nè, gao bữa không? Gao này là gao đặc biệt luôn. Quá. Ổ gao quá đã luôn, quá đã anh ơi. Này với nhậu với lẩu bò là khậy luôn nè. Mát nè. Quá rồi. Nó nhậu là cái tình với nghĩa thì nhậu chứ đâu có bài diễn gì mà còn há ăn ấy. Nè, ăn có nhiều mà ha. Thôi nhậu mang đi, không cho uống nữa đó. Hả nhậu. Anh nói sao? Bây giờ nhậu mang không cho uống nữa, ông nói không? Mà giờ xin rượu à. Không cho uống nữa. Quá rồi nha. Lẩu bò ngon quá. Thiếu vịt lộn, thiếu bằng hèn. Thiếu vịt lộn, thiếu bằng đảo. Đảo ơi. Giấy tờ giấy phạt ủng hộ cho Đảo về đây nha. Đảo nghe clip này đừng quên về đây nhậu với Đảo. Vô Đảo ơi. Mua ai gì Đà Phật. Ông nói nọ ông Đảo nghe nó chửi ông luôn bây giờ. Bữa ông qua nó điên rồi đó. Đấy đón cho. Mày làm gì điên? Mình đi nhà nhậu không nói mà để nó điện coi gì cái bữa nó về á. Điện nó nhậu đó. Đừng qua ông kia bên lại. Có đâu nhậu. Ông kia. Tối qua gặp thằng em ổng trời ơi ngon ngày qua cái gì có về không muốn về được con hết. Ai không? Lên. Hàng lính mày ai? Hàng lính ông. Đâu hả? Sao ta mấy cửa. Có nổ nữa. Hả? Để mua dịch. Trời ơi, ở nhà hết cái lô vậy? Hết chưa? Thằng em chứ không đảo. Hỏi vậy? Nó chơi gác cơ. Để mình đi khúc vậy. Dạ cho mình đừng quên ủng hộ chia sẻ kênh nha. Nay mình đi làm về ghé nhà ông Sen có nấu cái lẩu bò ở nhà ơi. Nấu lẩu bò làm lê gai. Bữa nhà cùng hương ước nha. Rồi mà cái nhà cùng nhậu nha. Đây là lẩu bò. Đây nhà lại nhà chủ nhà nè. Ông Sen. Bữa đó là 8 triệu, 2 cốc bia. Một cái bia 8 triệu. Ba ngồi nha. Đường tăng với trên lên cái gì bán mua quá tài ăn. Có được gáo rồi ok. Cái gì chứ gáo được. Rồi nãy nó mua mì tôm luôn. Xuống mẹ dám mà thôi con cái nước các bạn ơi. Ba gai con chuyện gì nè con không biết nè. Rồi chuyện lúc còn nói chuyện nhiều về mối nha. Hết rồi đó. Mà xuống mượn vàng cho mẹ đưa cho con cái đồ. Đi. Đàn ấy bởi. Lê quá ngon cả nhà ơi. Quá ngon lẩu. Gao mẹ cho mẹ ăn gao chứ cho thịt đâu còn đó mẹ. Cái luôn mẹ đó. Miếng gao à. Nó gao thằng ô. Nó giống sao á? Ừ, cái thằng ô nè. Ốc, gao ô giống. Cái so là cái ấy nè. Còn ly nào? Hai lưỡi đi. Không có ly ca đó còn. À hai lưỡi anh ông Sang. Giờ sẽ dòng này gì? Em với anh Sang mới uống á. Sang uống á. Tới mẹ. Mình uống con đi vậy. Khúc xương bò nướng mà còn không nóng á. Rồi ta kêu mà ăn. Chưa chết đâu. Chưa thôi. Chết rồi. Mới làm miếng là chết rồi. Chưa đâu. Từ từ. Nói gì mình ăn chín. Nữa mặn hơn. Không có ăn lại đây chín rồi, chín là cái thịt nha, thịt chín rồi dạ em không biết mà cái thịt thì được phải có cái này là phải có ba cái củ hành với một gai ba bò nghiền nữa cái mùi thơm vì sao hồi nãy em sắc mỏng wow đậu lẩu mỏng nó ngon cái ông mỏng chưa Chưa chín đâu, da còn cái không được. Cái da thì nó thịt chín. Thịt chín. Đưa để cho nó đảo cái cho với cái nước bọt bỏ ai. Tại vì nước bọt con bò á. Bỏ thôi ơi. Nước bọt cái tôm bò á không? Ngao đi, ngao đi. Tôm bò là có nước bọt á. Ngao đi. Ngao đi, ngao đi. Thịt sống, quớt. Bạn quay qua độ má mua bê sừng chó gì hàng chi dứt có á thèm nó cái này không ăn rồi không tao rồi thường ăn mấy bình thường gì đâu thì nó sao cái áo cái kéo nè quá nãy tưởng ông gia vị bển ông có hành củ với bột nè nè biết rồi có đầy đủ cái mấy nấu chứ cái bột này biết cái bột cái gì không bột bò à bột má bò bột là tao sợ bột theo ba lần heo với bột phải heo với heo bầu nó ra chứ đó chứ phải là bột nước ta nãy nấu tôm heo giảm từ lại để xem giúp rồi cắt luôn rồi nãy lấy về có mì tôm nữa thầy nếu mà điện quả nó sao mì tôm nó thầy ở ngoài ngon nhà ơi quá ngon cái mà dương á ơi, quá ngon luôn. Rồi nay làm lẩu bò ngon quá. Lên hầm cho. Chạy dưới chạy lên. Ngon rồi. Chứ ăn qua 20 phút gì đó. Ăn lẩu này uống cụ là bá cháu chết chó luôn. Hồi chết chó anh này xịt thuốc ấy rồi. Mời đâu hả? Chạy dưới thì lên, chạy nước thì bay nước chứ nhiều. Má nổi qua chứ gì. Má tối vậy lâu đêm mà tối nghĩ sao biết tới chết cây luôn vậy. Hôm qua tưới có một clip có 5 phút rồi giờ tưới 2 ngày tới lặn rồi 2 ngày tới lặn. Hôm qua thì bữa nay tiếp clip 5 phút. Ngày mai nếu như tôi vô bãi cua không có tôi vô lấy cua chiều tôi nói ổng rồi xem mà mấy anh em mà chạy vô đẻo. Tôi thiệt, tôi nói ổng. Chiều vô đâu cái gì nữa. Nói con này. Ôi ông bỏ người ta mà ông không ấy mà ông nhấc lên nè, nằm dưới á. Đọc. Hả? Chiều đóng làm gì nữa? Đấy là chiều mình đi xem phim mình về. Mai á, chiều mai á. Chiều mai đi làm gì đâu? Ủa tôi nhớ hình như là chiều mai có nhậu ở nhà tôi có nhậu thì mà tôi đi chi tại đi chết luôn á. Ông chiều mai sao đi? Ủa một cả. Mai là trưa. Một trước. Mẹ tôi nói mùng 2. Mùng 2 mùng 3. Mùng 2 gì bữa nay? Ông tụi lao gì á. Đấy, ơi mùng 3 là nay mùng 1 nè. Ngày mai mùng 2 là sao đi được? Đi đâu mà đi ông nói chiều mai đi ra đâu được phải không? Mai nào đi. Dạ để sáng mai tôi ông nghỉ coi. Hảo nói là bữa một. Hả? Không ông nói đủ má làm bữa một anh em mình làm. Ê vậy tôi nói một ngày một chứ tôi thì nói vậy chứ thằng Việt với mẹ tôi nó không chịu. Nói dù sao một người cũng gọi là một người ban đêm phải có nhậu không? Thôi tôi rập đi. Thôi trời đủ nữa. Biết rồi mà. Ở nhà tiếp đi. Ơi. Có gì tôi ông chỉ tôi chết rồi đi. Không được ông ơi, chết rồi thì tôi có phụ chứ. Mà cái này là cũng được, cái đó khó ăn lắm. Cũng được. Trời ơi, tôi làm đi kiếm sáng là ngồi cùng á. Sáng về cho. Không được. Chủ tôi đi nữa, tôi đi nữa là chủ yếu công chuyện của tôi là tôi quay nữa kìa. Chuyện của nó nữa. Ừ, chứ phải vậy không? Ông Nguyên kể ông Nguyên ở nhà đi tôi với nấu với nữa. Tôi lập không Nguyên được rồi. Ở đâu mà ông cứ nghĩ vậy? Giờ tấm tắc nè lấy đi. Về coi nhiêu gửi tiền luôn. Bữa tôi cho được mà chân ông tôi cho ông nào. Mở ra. Có hai lạng nhiêu không? Đổ bóng nó mệt quá. Rồi qua ngày qua lắm đi rồi vô. Bạn mãi anh luôn đâu có. Cậu. Phải đi công chuyện mà quay mà. Bắt cua đêm quay mà. Ăn mì lên mập nữa mà. Mì tôm nha ơi. Mì tôm với bò. Còn cho ăn đi. Cắm ai luôn. Ok. Thì bò ngon quá. Hả? Gì? Tháng chưa rồi đâu qua đó 8 triệu đó, 8 triệu rồi. À bự. Trong cái ông đi để gì nóng vậy? Chập muốn hát lên một lần chứ sao? Là cho nóng. Nóng hồi mưa bò vậy để lên nướng. cháu mình hát mình bật lên ngủ. Đây bật lên ngủ sao? Mùi nóng nó hát như cái em đi gáp gì đi không ráp đâu đây. Ừ. Tụi mẹ hát nóng như nó cháy quá, nó cháy luôn. Nóng 22. Mày nóng quá chút nó cháy luôn. Bậy mới hay mấy cái chuyện nó hay. Nói chứ rồi nóng đồ tốt hát nóng nó càng nóng càng hay. Chủ nhà ơi, quá ngon. Vô cái nhà. Lọc. Rồi, tao mà ít thôi. Thấp gì chóc lọc. Tao nhà mày thấp như tao mệt lắm. Để cho ông ăn đi, ăn uống thôi, ngồi chơi anh em vui. Mày mẹ nó quách là không chịu á. Thôi, bậy à, mày bữa gì ông mày mình đây mà ông mày quất của mày luôn. Bữa vậy? Bữa ông gặp con không nhớ không? Vậy nhà ông vậy mới đâu? Gặp ở đâu? Nhà nói là nhà ông nó bậy nữa, gặp ở đâu? Gặp ở đâu? Với lộ. Ờ, ở đâu? Chỗ quán cà phê. Này kêu. Tao băng qua chỗ Tề Phương là tao dắt xe tao đi ấy rồi tao vô chỗ ai kêu? Vậy mà con kêu nè. Không, thằng này có kêu nè. Bậy con trước. Kêu út. Con nhắn nghe kêu út. Vậy mà út không cho mình nè. Mình không cho mình đi trái không. Tao giao tay tao về luôn. Với bữa con với nghe nè với ăn việc này qua ăn quà còn ông kêu ông về ông bắt nó được thôi. Phải bữa đó nó bậy này. Bữa đó sao nó? Sao ha? Bữa sau này nữa. Cái bữa đó là cái bữa vụ cái đầu cái tê. Tao dắt qua lộ bữa đầu nhặt vô tao mới lòn qua lòn tao dắt xe đi ở ngoài tao đi tao. Cái dầu là nói là cái dầu này. Đâu có dầu hả đâu tê? Cái dầu. Dầu nha, cái dầu. Ông xe ông nói ông kêu cái đầu cái dầu bị lứa nè, mình phải nói theo độ mà tự nhiên ông cự mình không? Thằng nào nói im. Ông xe ông nói trước. Ê tao nói là cái đầu có dầu mượn cái này. Còn cái là chứ mày nói dịch ra ông. Bớt con ơi. Con không nói gì là cái dầu. Đây lỗ bò nè, một gào 3 cái mấy, bây giờ 3 cái mấy. Nó nghe cái gỗ gào luôn. Không biết để cái đầu cái gì á, ông mới qua. Quỷ vậy nói đậu mày cái đầu là nút uống 2 ly 3 ly nè. Ông phát trứng mà đấy, ông nói để rồi cho nghe rồi để ổng qua ông thấy lại rồi ăn cá dầu ma chí ông nói ổng bây rồi để sao được hả sống tươi ngồi vậy đây là nay làm lẩu bò nha mình lấy rượu vô anh biết thì là đồng xưa ông không biết ông để bà cái cải thịa đây đó má cậu thầy nó là hoàng tao mày đó chả bò trời nó mới vô sao nhục quá luôn da mềm quá mềm luôn mềm hết mềm luôn quá ngon quá vui quá đã hấp dẫn quá hết luôn đi đây là một cái lẩu bò của mấy anh em hết luôn đi đây đổ hết còn con miếng không để làm cái gì cho chín đi rồi có gì để đó chứ giờ con miếng bỏ vô đó làm gì vậy ra kêu mua bò chiên nữa ha khỏi đi cái này mới ngon chứ bò chiên nữa bò chiên nãy nó nói chứ miên là mua luôn cái này bỏ vô đất mấy người nhiên con này quá nhiều quá lố rồi tôi mà quá trời á thiệt quá chơi đồ ăn khóc không đấy mình làm giải cho mình làm một bữa đừng đích đáng bữa vậy đó cái nhậu về con vợ rồi nó chửi quá thiệt thấy sợ cái nhậu đó vợ không biết khi nào chửi tiếng nào kỳ ta mà tối về ghẹo cho chửi chơi ra mày á rồi mày ok tao mua cho mày anh em mình cái gì tao mua cho mày tôi mua mày khỏi ở nhà anh rồi hết ôi tao ơi đừng tôi mua cho không được nghe gì mua gì tôi mua cho cái nhậu đâu kệ mua đi người mua đại đi mua đại đi vô lẹ ai đừng mua kết nhậu không phải uống bia hai đó uống rượu ngán thiệt hai bia chứ đừng có gì uống cái đi nhắm ra thằng bia mai đi cầu hả? Yep. Không đủ máu vui anh em mà giải thôi từ từ tính không? Để từ từ tính. Thôi. Còn mấy tao mày hiểu mấy mày hiểu á, mày hiểu á, mày hiểu á. Chuyện gì đi? Cái làm cái gì đi? Thôi. Vụ gì? Vụ gì? Nhậu thứ gì tao anh em nói chuyện đi. Không có vụ gì. Nhậu cái gì anh em nhậu chung. Chung không gì cũng bia mà xong hết rồi. Anh em mình nhậu chung. Hôm nay show mới đã nói là nói show đây luôn rồi. Lai show hả? Nay ca sĩ đâu về? Có thằng Hứa Hán Thành mà đây nó còn em Hứa Thành. Lấy ca sĩ đi hắn bày nha. Bật lên 50 đô ca sĩ. Không phải vậy. Bật ngon luôn. Rồi đã quá anh ơi. Bật ngon luôn. Dao nè. Dốc đây nè, dao được không? Dao này là dao là đặc biệt luôn. Quá, wow, một cổ gà quá đã luôn, quá đã anh ơi. Cái này với nhậu với lẩu bò là khầy luôn nè, mát nè. Đó nó nhậu là cái tình ý nghĩa thì nhậu chứ đâu có bài diễn gì mà còn há ăn ấy. Ăn mấy gì mà há. Thôi nhậu mày đi, không cho uống nữa. Hả nhậu. Anh nói sao? Bây giờ nhậu mày không cho uống nữa, ông nói không? Bây giờ xin rượu à. Không cho uống nữa. Nói rồi nha, lẩu bò ngon quá. Thiếu vịt lộn, thiếu bằng hèn. Thiếu vịt lộn, thiếu con Đảo. Đảo ơi, giấy tờ giải phạt ủng hộ cho Đảo về đây nha. Đảo nghe clip này đừng quên về đây nhậu với Đảo. Vô Đảo ơi, mua ai gì Đà Phật. Ông nói nọ ông Đảo nghe nó chửi ông luôn bây giờ. Bữa ông qua nó điên rồi đó. Này đón cho. Mày làm gì điên? Mình đi nhà nhậu không nói mà để nó điện coi gì bực cái bữa nó về á. Điện nó nhậu đó. Đừng qua ông kia bên lại. Có đâu nhậu. Ông kia. Tối qua gặp thằng em ổng trời ơi ngon ăn hoài cái gì có về con muốn về luôn con không hết. Ai không? Lính. Ăn lính mày vậy? Ăn lính không? Đâu hả? Sao ông ta mấy cửa? Quá nổ. Hả? Để mua vịt. Trời ơi, ở nhà hết cái lô vậy? Hết chưa? Thằng em chứ không Đảo. Hỏi vậy? Nó chơi ghét cơ. Để mình để khúc vậy. Dạ, cho mình đừng quên ủng hộ chia sẻ kênh nha.